đến hẹn lại lên. Vòng 3 hội thao hòa bình lại tiếp tục diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật tại sân bóng C1 Chu Văn An. Thời tiết thuận lợi cho vòng đấu, các trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với nhiều pha dứt điểm và bàn thắng so với vòng đấu trước. Nhìn chung, các số liệu là đáng khích lệ. Sau mỗi vòng đấu, các chỉ số đều tăng nhanh so với vòng trước đó. Điều này nói lên được sức nóng cũng như áp lực ở vòng 3 là rất lớn. Cụ thể như sau: tổng số bàn thắng là 290 pha lập công, tăng 23% so với vòng 2 và 82% so với vòng 1. Đáng chú ý là số thẻ vàng tăng thêm 35 thẻ, chiếm tỷ lệ tăng 84% so với vòng 2. Giải đấu đã bước vào vòng 3 là vòng đấu quan trọng quyết định vị trí trong bảng xếp hạng cũng như cơ hội đi hay ở của từng đội bóng. Tất cả thông số đã nói lên tất cả. Sau đây là kết quả thi đấu của vòng 3. Tại bảng A, mặc dù chỉ giành được một điểm khi đối đầu với công ty Novaland, công trình The Garden Mall vẫn chiếm vị trí dẫn đầu với 7 điểm, hệ số dương 8. Công trình Viva Riverside tận dụng cơ hội bằng chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Okamura Sanjo FC bằng 7 điểm, nhưng hệ số dương 5 đành chấp nhận vị trí thứ 2. Như vậy, tình hình tại bảng A là thuận lợi cho 3 đội tạm thời dẫn đầu. Hai tấm vé đi tiếp là cuộc so tài giữa công trình Garden Mall, Viva Riverside và công ty Novaland. Tại bảng B, công trình The Jisoo vươn lên vị trí dẫn đầu sau khi giành trọn 3 điểm bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ là phòng OFC cho vị trí dẫn đầu tại bảng B. Như vậy, với 9 điểm sau 3 trận đấu, công trình The Jisoo chỉ cần một trận hòa ở 2 vòng cuối sẽ nắm trong tay 99,99% đi tiếp vào vòng trong, khi đội xếp thứ 2 là phòng OFC mới chỉ có 6 điểm và công ty River Park 4 điểm. Như dự đoán tại vòng đấu trước, công ty CC1 Mekong là đội gần như chắc chắn đặt một chân vào vòng tiếp theo tại bảng C của hội thao khi giành chiến thắng thứ 4 vì đấu sớm một vòng. Chiếc vé còn lại là sự cạnh tranh của hai đội, công trình Riverpoint và công ty Halo với cùng 9 điểm, nhưng Riverpoint hơn hệ số là dương 19 so với dương 6 của Halo. Tại bảng D, chiếc vé đi tiếp vào vòng sau đã thuộc quyền sở hữu của công ty Tiến Phát 1. Chiếc vé còn lại, trên lý thuyết vẫn là sự chia đều cơ hội dành cho tất cả các đội bóng, trừ công trình Hoa Lâm. Bảng E là bảng đấu đồng đều nhất, cơ hội đi tiếp vẫn bỏ ngỏ và chia đều cho các đội bóng, trừ công trình Rivergate với 0 điểm sau 3 trận đấu. Tại bảng F, công trình Sunrise City View đấu sớm trước 2 vòng đấu, kết thúc trận đấu thứ 5 với chiến thắng tuyệt đối, giành 15 điểm, hệ số dương 25, dẫn đầu bảng xếp hạng. Tấm vé thứ 2 chỉ còn là sự cạnh tranh của công ty Matet với công trình Diamond Lotus với cùng 9 điểm sau lượt đấu thứ 4. Cả hai cùng đấu sớm một vòng. Bảng G đã kết thúc, hai đội bóng chắc chắn đi vào vòng sau là phòng dự thầu VIM và công ty bê tông Việt Đức
với cùng 12 điểm sau 4 vòng. Vòng cuối chỉ là sự cạnh tranh vị trí dẫn đầu khi hai đội chạm trán với nhau, hứa hẹn một trận cầu kịch tính và đáng chú ý. Bảng H, các đội bóng chỉ mới kết thúc lượt đấu thứ 3, cơ hội vẫn chia đều cho tất cả. Ưu thế dành cho đội công trình Sài Gòn RDC với 9 điểm dẫn đầu bảng đấu. Ngược lại, công ty HPI đã không còn cơ hội khi xếp cuối bảng xếp hạng với 0 điểm. Về lý thuyết, cơ hội đi tiếp nếu họ giành chiến thắng ở 3 lượt đấu cuối là điều gần như không tưởng. Đặc biệt, theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, các đội bóng xếp thứ 3 và 4 sau khi kết thúc vòng đấu bảng sẽ có cơ hội tham gia vào Serie B. Thông báo chi tiết đã được cập nhật trên đường link chính của hội thao www.hbcr.vn/hoithaohoabinh. Lượt trận vòng 4 sẽ bắt đầu vào ngày 5 và 6 tháng 8. Lịch thi đấu sẽ được ban tổ chức cập nhật liên tục trên trang web chính thức của Hội thao Hòa Bình 2017. Mời các bạn theo dõi.